Xin chào tất cả các bạn. Dung lượng bộ nhớ luôn là cái vấn đề khiến cho tất cả những người dùng iPhone luôn cảm thấy khó chịu khi sử dụng sản phẩm này. Bởi vì dòng iPhone của chúng ta thì không thể mở rộng thêm bộ nhớ ngoài. Và đặc biệt là đối với những bạn đang sở hữu những chiếc máy có bộ nhớ chỉ rơi vào khoảng 16 hay thậm chí là 8GB. Và phần lớn là dữ liệu của chúng ta khiến bộ nhớ máy đầy chủ yếu nằm trong phần ảnh. Đó là dữ liệu về ảnh và video. Bởi vì iPhone chụp ảnh và quay video với chất lượng khá là cao. Điều đó thì đồng nghĩa với việc là bộ nhớ của chúng ta cũng bị tiêu tốn một cách cực kỳ nhanh. Chính vì vậy nên trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng giúp chúng ta có thể sao lưu ảnh và dữ liệu với cái dung lượng mà nó cho thêm lên đến 1000GB, chứ không phải là 15 hay là 25GB giống như là Dropbox hay là iCloud. Ứng dụng này có tên là Flick. Chúng ta có thể download nó ở trong App Store. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Flick các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sao lưu ảnh bằng phần mềm Flick này nhé. Chúng ta sẽ mở Flick lên. Ngay khi vào thì các bạn có thể thấy trên giao diện là một câu giới thiệu: 1000GB miễn phí lưu mọi hình ảnh và video của bạn với auto upload. Ok, khá là ấn tượng. Em còn gì không? Rồi, vài câu linh tinh. Ok, rồi chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập nhé. Các bạn sẽ phải tạo một tài khoản mới và mọi người sẽ sử dụng email của các bạn để đăng ký nhé. Tôi đã tạo tài khoản rồi và bây giờ thì tôi sẽ đăng nhập tài khoản của tôi vào. Và đây chính là giao diện của phần mềm Flick. Flick thì nó cũng được phát triển như là một mạng xã hội giống kiểu Facebook. Chúng ta sẽ có New Feed ở đây. Đó là nơi mà bạn và mọi người có thể chia sẻ ảnh lên cho nhau thấy. Ok. Tôi thì không sử dụng phần mềm này nhiều nên là tôi sẽ không quan tâm cái phần này lắm. Cái phần tôi quan tâm đó chính là nơi mà chúng ta có thể sao lưu ảnh và dữ liệu của mình lên. Đó là phần thông tin cá nhân có hình người như thế này. Các bạn chọn vào nó. Đây chính là trang cá nhân của các bạn, nơi mà các bạn lưu thông tin của các bạn cũng như là ảnh, video. Ở đây thì mình đã sao lưu rất là nhiều dữ liệu ảnh lên trên này rồi. Để xem tổng cộng mình đã có bao nhiêu ảnh ở đây nhé. Mình đã sao lưu lên trên này 541 bức ảnh. Vô cùng nhiều. Và đây, mình đã đang sử dụng 0,05% trong số 1000GB. Như vậy là mình sẽ còn lưu phải gọi là vô cùng nhiều ảnh và video nữa thì nó mới hết được. Toàn bộ ảnh và video sao lưu ở trên này, nếu các bạn không để chế độ công khai thì nó sẽ được riêng tư hết, không ai có thể xem được. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật nhé. Đây, các bạn vào phần cài đặt. Chúng ta có phần auto upload. Các bạn có thể chọn tự động sao lưu ảnh lên. À, khi máy được kết nối với Wi-Fi thì ngay lập tức ảnh của chúng ta sẽ được tự động sao lưu lên trên này mà chúng ta không phải làm gì cả. Tuy rằng là phần auto upload của nó rất là tiện lợi, chúng ta không cần phải làm gì cả. Thế nhưng mà qua một thời gian sử dụng thì mình thấy rằng là cái phần auto upload này không biết là do vấn đề gì mà nó không thể up hết ảnh của mình lên. Ví dụ như mình có 600 bức ảnh thì ở đây thì mình mới chỉ up lên được khoảng 541 cái. Và phải chờ rất lâu và mình không biết là cái nào nó đã up lên chưa để mình xóa bớt đi. Thế nên là mình không thích dùng auto upload cho lắm. Mình thường tắt nó đi và sử dụng cách thứ hai. Cách thứ hai là mình vào phần ảnh, chọn những bức ảnh mà chúng ta muốn sao lưu. Sau đó chọn vào phần chia sẻ. Chọn Flick. Rồi các bạn nhớ là phải để chế độ riêng tư nhé. Riêng tư. Sau đó bấm tải lên. Như vậy là những bức ảnh của chúng ta sẽ được up lên Flick. Rồi, chúng ta chỉ cần chờ một lát là những bức ảnh sẽ lên.
Như vậy thì việc upload nó sẽ đầy đủ hơn và đảm bảo là không sót bức ảnh nào của các bạn. Đó. Và sau khi upload thành công tất cả ảnh thì các bạn chỉ việc giải phóng bộ nhớ bằng cách xóa hết những cái bức ảnh mà các bạn đã upload lên trên này. Và Flick này thì khi các bạn đổi máy hoặc là sử dụng một chiếc iPhone khác thì các bạn chỉ việc tải Flick về và đăng nhập tài khoản vào thì toàn bộ các ảnh của các bạn vẫn còn ở trên này. Nó sẽ được lưu toàn bộ trên này. Các bạn không lo mất ảnh. Và điều mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là 1000 GB dữ liệu để chúng ta có thể sao lưu. Vô cùng thoải mái bộ nhớ. Và như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn quên đi cái bộ nhớ hẹp hòi của iPhone rồi. Chúc các bạn thành công với phần mềm Flick và đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho True Smart Media nhé. Xin chào.